Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ huyện Tiên Lữ, Đảng bộ huyện Khoái Châu tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn tăng cường phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập vào tỉnh. Thành phố Hưng Yên và huyện Phù Cừ tăng cường rà soát các đối tượng liên quan đến ca bệnh COVID-19 tại Hải Dương. Giúp người nghiện đoạn tuyệt với ma túy. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng bộ huyện Tiên Lữ long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có đồng chí Đặng Văn Cảo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Doãn Thế Cường, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và gần 200 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 5.300 đảng viên sinh hoạt tại 37 chi đảng bộ trong huyện. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Tiên Lữ đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đề ra. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt gần 11,5%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng một người trên năm, giá trị thu trên 1 hecta canh tác đạt 170 triệu đồng. Đến nay, huyện đã có 14 trên 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cơ bản hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo của cấp ủy chính quyền được nâng lên. Đảng bộ các cấp đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đại hội tập trung thảo luận, đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng, giá trị thu trên 1 hectare canh tác đạt 250 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5%. Định hướng xây dựng huyện Tiên Lữ trở thành huyện phát triển nhanh nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp sạch. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Tiên Lữ là vùng đất có truyền thống văn hiến cách mạng, là trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ. Đồng chí nhấn mạnh huyện có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, cần khai thác tốt lợi thế trong phát triển kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân, tăng thu ngân sách nhà nước. Với vị trí tiếp giáp thành phố Hưng Yên, cửa ngõ phía đông của thủ phủ tỉnh, có khu đại học Phố Hiến, các tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua, đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, đường đê tả sông Luộc, huyện Tiên Lữ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội nhanh hơn và toàn diện hơn, huy động mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là giao thông. Tới đây chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng làn thứ hai của đường nối hai cao tốc, thì các đồng chí phải tính tới cái khu công nghiệp Tiên Lữ trong tương lai. Sớm đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp đã được quy hoạch như cụm công nghiệp Thiện Phiến, Dị Chế, Ngô Quyền và Hải Triều, đồng thời rà soát bổ sung các cụm công nghiệp mới thuận lợi về giao thông, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới. Trên cơ sở điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, huyện Tiên Lữ cần phối hợp với Ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến và thành phố Hưng Yên sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh vào thời gian tới, từng bước tập trung hoàn thiện khu Đại học Phố Hiến, thu hút đầu tư phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp với các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch để tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế và thu ngân sách của huyện. Tiếp tục coi trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp,
tiếp tục quy hoạch các vùng chuyên canh, khai thác có hiệu quả kinh tế vùng bãi, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Tiên Lữ cần tập trung xây dựng và hoàn thiện quy hoạch phát triển huyện làm cơ sở để các xã, thị trấn cụ thể hóa các chương trình kế hoạch, huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, sớm đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp đã được quy hoạch, đồng thời rà soát, đề xuất bổ sung thêm các cụm công nghiệp mới, tiếp tục chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo, bảo tồn tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ chuyên nghiệp vì nhân dân phục vụ. Buổi chiều, Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 33 đồng chí. Ban chấp hành Đảng bộ huyện họp phiên thứ nhất bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và bầu Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Doãn Anh Quân, Bí thư Huyện ủy khóa 25 được bầu tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Tiên Lữ khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng trong sáng nay, Đảng bộ huyện Khoái Châu trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và 218 đại biểu đại diện cho trên 9.000 đảng viên của Đảng bộ. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 24 trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng kinh tế của huyện vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất bình quân tăng 11,63%, là huyện có diện tích cây ăn quả tăng nhanh và lớn nhất tỉnh năm 2020, đạt 3.850 ha, tăng 1.000 ha so với năm 2015. Nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung với nhiều sản phẩm chủ lực như nhãn chín muộn, chuối tiêu hồng, gà đông tảo, nghệ trí tân cho giá trị kinh tế cao. Thu nhập trên 1 hectare canh tác năm 2020 đạt 225 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 79 triệu đồng một năm. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, có 7 xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 3 xã được công nhận đô thị loại 5. Huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới và đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tăng trưởng khá. Trên địa bàn huyện đã quy hoạch một khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp. Hạ tầng kinh tế xã hội được tập trung đầu tư xây dựng. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm phát triển. Chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được chăm lo thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tích cực khắc phục hạn chế yếu kém sau kiểm điểm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 khóa 12, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn tại 110 trên 111 thôn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và huy động sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Khoái Châu đạt được trong 5 năm qua, góp phần cùng các địa phương trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 18. Đồng chí nhấn mạnh, để phấn đấu đưa huyện Khoái Châu trở thành huyện phát triển mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và đô thị vào năm 2025, và huyện Khoái Châu trở thành thị xã vào năm 2030, đòi hỏi đại hội cần phải thảo luận, quyết định đúng những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp cụ thể mang tính khả thi cao. Cần tập trung phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Cần khẩn trương làm tốt công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và các quy hoạch chuyên ngành để phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và tối ưu hóa các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường,
thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, coi đây là một trong những động lực quan trọng phát triển kinh tế, cần chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao. Đảng bộ chính quyền huyện phải xác định nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu của Khoai Châu, tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ gắn với du lịch sinh thái tâm linh, tối ưu hóa nguồn lực đất đai, màu mỡ và quỹ đất vùng bãi ven sông để hình thành những vùng chuyên canh trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị phải đẩy mạnh phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khoái Châu cần phải có chương trình cụ thể về bảo vệ môi trường, xử lý tốt chất thải, nước thải, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành, đảm bảo công khai minh bạch chuyên nghiệp hiện đại là nhiệm vụ quan trọng đối với bộ máy chính quyền của huyện. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của huyện năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có tinh thần cống hiến vì sự phát triển của quê hương Khoái Châu. Làm tốt công tác xây dựng Đảng về hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể nhân dân, phát huy tính chủ động sáng tạo của mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Với tinh thần đoàn kết đổi mới dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khoái Châu khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, đồng thời lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 8, đoàn công tác liên ngành do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn đã thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Mỹ và huyện Kim Động. Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Qua thực tế khảo sát tại huyện Yên Mỹ và Kim Động, các thành viên trong đoàn công tác đánh giá cao những kết quả hai huyện đã đạt được trong xây dựng huyện nông thôn mới, đồng thời chỉ ra hạn chế của từng tiêu chí, như là tiêu chí môi trường, thủy lợi và sản xuất, yêu cầu hai huyện Yên Mỹ và Kim Động bổ sung một số nội dung điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục trình Trung ương công nhận huyện nông thôn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn công tác, đồng thời đề nghị lãnh đạo huyện Yên Mỹ Kim Động khẩn trương phối hợp với các sở ngành của tỉnh để hoàn thiện các tiêu chí theo yêu cầu của đoàn công tác, điều chỉnh bổ sung các số liệu cần thiết, hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương xem xét công nhận huyện nông thôn mới. Phát biểu tại buổi thẩm định, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, những năm qua, Hưng Yên tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển nhiều giống cây đặc sản như nếp Hưng Yên, nhãn, vải trứng. Trong xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tỉnh Hưng Yên cũng chú trọng giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên đang huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng các tiêu chí, sớm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh nông thôn mới trong năm 2020. Và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 2121 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào tỉnh. Nội dung công văn như sau. Ngày 12 tháng 8 năm 2020, Bộ Y tế công bố ca bệnh số 867 làm việc tại nhà hàng Thế giới Bò Tươi có địa chỉ tại số 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ngày 14 tháng 8 năm 2020, có thêm 3 ca bệnh liên quan đến bệnh nhân 867 tại ổ dịch nhà hàng trên. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu
Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, lập danh sách, truy vết tất cả người đã từng đến nhà hàng Thế Giới Bò Tươi từ ngày 10 tháng 7 đến nay. Người tiếp xúc gần phòng 1, F1, phòng 2, F2 với 5 ca bệnh 751, 867, 906, 907, 908. Tất cả người này phải được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật chủ trì phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp. Yêu cầu người dân đã từng đến nhà hàng Thế Giới Bò Tươi từ ngày 10 tháng 7 năm 2020 đến nay, người tiếp xúc gần phòng 1 F1, phòng 2 F2 với 5 ca bệnh 751, 867, 906, 907, 908 phải thông báo với chính quyền địa phương, trạm y tế, xã, phường, thị trấn gần nhất hoặc nơi cư trú để được hướng dẫn. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý có lao động từ tỉnh Hải Dương đến làm việc, đi về trong ngày phải thực hiện khai báo y tế, kiểm soát y tế hàng ngày, thực hiện đeo khẩu trang sát khuẩn, phòng chống dịch theo đúng quy định. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan và bùng phát vào địa bàn, thành phố Hưng Yên đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Ngay trong đầu giờ sáng nay, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hưng Yên đã tiến hành họp khẩn tại xã Hồng Nam, nơi có trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 907 tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Ban chỉ đạo xã Hồng Nam đã tiến hành phun khử khuẩn ngay nơi ở và đưa trường hợp F1 lên trung tâm y tế thành phố Hưng Yên cách ly, theo dõi theo quy định, đồng thời thành lập chốt kiểm dịch tại xóm Hỷ Tước, thôn Lê Như Hổ. Tất cả các đối tượng F2 và F3 chúng tôi đang rà soát một cách hết sức tích cực. Đến nay đã phát hiện ra khoảng trên 140 trường hợp F3 và 13 trường hợp F2 liên quan đến xã Hồng Nam và một số phường xã khác và đang tổ chức cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hưng Yên đã tổ chức cách ly tại nơi cư trú đối với 7 người tại đội 1 thôn An Chiểu 2, xã Liêm Phương do tiếp xúc gần với F1 của bệnh nhân 867, huyện Bình Giang, thành phố Hải Dương. Tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại hộ gia đình, hàng ngày nắm bắt tình hình sức khỏe của công dân F1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Liêm Phương đã chủ động tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, chủ động cài đặt ứng dụng Bluezone. Ban chỉ đạo xã Liên Phương đã triển khai tổ đội phản ứng nhanh và tổ phòng chống dịch xuống địa bàn khai thác thông tin và hướng dẫn gia đình cách ly. Trung tâm y tế cũng đã thực hiện lấy test nhanh thì kết quả là âm tính lần đầu. Hiện thành phố Hưng Yên đang cách ly 1 công dân tại cơ sở y tế, trên 100 công dân tại cơ sở tập trung và trên 40 công dân tại nơi cư trú. Nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp thành phố vẫn tích cực rà soát, theo dõi phát hiện sớm các trường hợp F1, F2, F3 của bệnh nhân COVID-19 từ tỉnh thành khác để kịp thời triển khai các phương án ngăn chặn, quyết không để dịch bệnh lây lan và bùng phát trên địa bàn. Là địa bàn giáp danh với tỉnh Hải Dương, nơi đã xuất hiện ca dương tính với COVID-19, các địa phương trên địa bàn huyện Phù Cừ đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, rà soát các trường hợp liên quan để kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trên địa bàn huyện Phù Cừ có một trường hợp ở thôn Duyên Linh, xã Đình Cao, từng đến địa chỉ 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương, nơi đã có bệnh nhân dương tính với COVID-19 vào ngày 2 tháng 8. Hiện nay, trường hợp này đang tự cách ly tại thành phố Hải Dương và thực hiện các biện pháp theo dõi y tế theo quy định. Ngoài ra, xã Quang Hưng xác nhận có một trường hợp F2 tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương liên quan đến ca bệnh 867 đã đến chợ Tràng, xã Quang Hưng. Tuy nhiên, đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 8, trường hợp F1 của F2 này đã được thông báo có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngay sau khi nhận được thông tin, trong buổi sáng ngày 14 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống COVID các xã thị trấn của huyện Phù Cừ đã và đang tiến hành rà soát những người có tiếp xúc gần với những trường hợp này, tiến hành phun tiêu độc khử trùng những nơi các trường hợp này đã tới, tuyên truyền vận động những người có tiếp xúc gần ký cam kết tự cách ly tại nhà, hướng dẫn các biện pháp tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Riêng chợ Tràng, xã Quang Hưng đã được phun tiêu độc khử trùng và thông báo tạm dừng hoạt động, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền người dân hạn chế đi lại tại các nơi có người nghi nhiễm, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các biện pháp phòng dịch.
thực hiện công văn số 1882 và công văn số 1883 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin giới thiệu về tác dụng của Bluezone và cách cài đặt ứng dụng Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm COVID-19 qua clip sau đây. Bluezone là giải pháp ứng dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp. Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2 mét. Mỗi một smartphone sau khi cài đặt Bluezone sẽ được gọi là Bluezoner. Các Bluezoner kết nối với nhau thì tạo thành cộng đồng Bluezone nhằm theo dõi và truy vết các tiếp xúc gần với nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Nếu xuất hiện F0 từ dữ liệu do cơ quan thẩm quyền nhập vào, hệ thống sẽ gửi đến tất cả các smartphone trong cộng đồng Bluezone. Khi đó, lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được Bluezone trên máy phân tích so sánh. Nếu có kết quả trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Bluezone cũng có thể giúp cảnh báo người thuộc nhóm F2 tiếp xúc gần với F1. Bluezone có 5 đặc trưng quan trọng: bảo mật về dữ liệu, không thu thập dữ liệu về vị trí của người dùng, ẩn danh, minh bạch, không tốn pin. Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp BLE, do đó có thể bật Bluetooth cả ngày, cũng chỉ sử dụng trên dưới 10% pin. Bước 1. Trên điện thoại, vào CH Play trên điện thoại hệ điều hành Android hoặc vào App Store trên điện thoại hệ điều hành iOS. Bước 2. Gõ từ Bluezone trong mục tìm kiếm. Bước 3. Chọn ứng dụng Bluezone, khẩu trang điện tử, cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt. Bước 4. Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập các quyền cần thiết. Lưu ý, nên bật Bluetooth 24/24 giờ để có thể phát hiện kịp thời chính xác các ca nhiễm COVID-19. Khi người dùng ứng dụng chẳng may đi đến các vùng đang có dịch. Do ứng dụng sử dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp, nên người dùng không cần lo lắng về việc tốn nhiều pin trên điện thoại. Bước 5. Tiếp theo, chọn mục quét xung quanh. Bước 6. Sau vài giây, nếu người dùng dùng ứng dụng Bluezone đã tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm F0 hoặc các ca F1, F2 mà có dùng ứng dụng Bluezone, thì hệ thống sẽ thông báo với người dùng biết được và có biện pháp cách ly phòng ngừa lây lan ra cộng đồng. Lưu ý, con số trong ô màu xanh khi quét xung quanh chỉ là những người dùng có cài ứng dụng Bluezone ở quanh đó, không phải là các ca nhiễm hay nghi nhiễm. Số người ở gần được tính khi hai người dùng Bluezone ở cạnh nhau trong phạm vi dưới 2 mét. Thời gian qua, tại một số địa phương đã xảy ra các vụ án nghiêm trọng, trong đó có nguyên nhân là do kẻ gây án đã sử dụng ma túy nên bị ảo giác, dẫn đến không kiểm soát được hành vi của bản thân. Việc giúp người nghiện sớm đoạn tuyệt ma túy đang được cơ sở điều trị nghiện ma túy tích cực triển khai thực hiện. Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi hiện đang điều trị cai nghiện ma túy cho 176 học viên với thời gian học tập từ 6 đến 24 tháng, trong đó có trên 100 học viên tự nguyện, còn lại thuộc diện cai nghiện bắt buộc. Học viên Phạm Văn Tê, chú tại xã Thuần Hưng, huyện Quái Châu, 42 tuổi nhưng đã có gần 10 năm nghiện ma túy. Tiền làm được bao nhiêu đều đốt hết vào heroin. Còn đối với Nguyễn Văn Trờ, cũng đã có 8 năm nghiện ngập. Do quyết tâm muốn rời bỏ ma túy, nên Trờ đã xin gia đình tự nguyện vào đây điều trị. Cảm nhận của em về cuộc sống trong này là nó cũng như ở gia đình mình thôi. Đấy, nó có cái sự quan tâm chia sẻ, quan tâm của từ trên ban giám đốc đến các thầy cô. Từ y tế đến trên nhà nghề, tư tưởng nó thoải mái, nó như là một ngôi nhà thứ hai của em. Lần này em quyết tâm đi vì các con em lớn quá rồi. Và nó cũng nói, có những lời nói mà em cảm thấy muốn mình thay đổi bản thân mình thì sau này các con nó còn nhìn vào. Giờ đây ở trong môi trường học tập nghiêm túc, những người đã từng sử dụng ma túy đều hối tiếc về sự lầm lỡ của mình và đều rất muốn có cuộc sống yên ổn, tập trung làm việc, lo cho gia đình. Nhưng điều này không dễ vì môi trường sống hiện nay diễn biến phức tạp, ranh giới của người muốn hoàn lương với bóng ma ma túy là khoảng cách cần nghị lực của chính mình. Y tế là cái nơi đầu tiên chúng tôi tiếp nhận đối tượng nghiện. Thế thì lúc này các em là rất là manh động, có những em là rối loạn tâm thần, không biết cái gì, thậm chí không nhớ nổi cái tên của mình. Thế thì vào đây thì chúng tôi là với cái tinh thần trách nhiệm của mình thì chúng tôi cũng điều chỉnh các cái thuốc men hỗ trợ để các em ấy điều chỉnh được cái khí sắc, cái tâm thần của các em để làm sao mà các em bớt những cái trạng thái kích động đi. Thì xong rồi lại xử lý điều chỉnh thuốc để cho hành vi của em ấy dần dần trở lại người bình thường. Khi tiếp nhận học viên, bác sĩ và nhân viên y tế tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh theo dõi cắt cơn nghiện, giải độc cho từng người trong vòng từ 7 đến 15 ngày. Tiếp đến, việc phục hồi sức khỏe bằng thuốc bổ, dịch truyền.
lúc cơ thể đã tương đối khỏe mạnh, thần kinh ổn định, học viên được chọn học nghề tùy theo khả năng và được tập thể dục rèn luyện thân thể. Học viên ai cũng có phần việc nhất định để không có nhiều thời gian rảnh rỗi ngồi mơ tưởng, đếm từng ngày được ra khỏi nơi điều trị. Cơ sở luôn duy trì sự ổn định, hàng tháng có họp kiểm điểm, việc thực hiện nhiệm vụ rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng kế hoạch thực hiện cho từng học viên, trang bị vốn kiến thức để làm hành trang cho học viên tái hòa nhập cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.